Những ngày qua tại thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã xảy ra vụ việc người dân dùng lượng lớn chất thải công nghiệp để lấp ao. Diện tích ao bị lấp khoảng 500m2 nằm gần trạm bơm Trung Đạo, giáp mặt đường DH43 do ông Nguyễn Xuân Đọ, người địa phương thuê thầu của Ủy ban nhân dân xã Trung Hưng đến nuôi trồng thủy sản. Hành động lấp ao diễn ra khoảng hơn một tuần nay. Điều đáng nói, diện tích bị san lấp phần lớn là các bao chất thải công nghiệp có màu xám, nghi giống đất đèn và xỉ luyện nhôm, đổ xuống sau đó dùng phế thải xây dựng và đất để lấp lên. Phát hiện sự việc, chiều ngày 11 tháng 4, Ủy ban nhân dân xã Trung Hưng đã báo cáo vụ việc với Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, đồng thời giao cho công an xã báo cáo công an huyện để xác minh đối tượng đổ. Trong ngày 12 tháng 4, xã Trung Hưng cùng phòng tài nguyên môi trường huyện Yên Mỹ đã mời Viện Hóa học về lấy mẫu để xác định mức độ độc hại.